Xin chào các bạn, tôi là Huỳnh Ngọc Thanh. Sau đây tôi sẽ đào tạo cho các bạn bộ video thiết kế website WordPress chuẩn SEO lên top Google. Xin chào các bạn, bài học này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn các loại giao diện phổ biến nó chuẩn SEO Google. Đầu tiên thì ở trong cái màn hình, sau khi các bạn đã đăng nhập vào phần quản trị website rồi, và các bạn hãy xuống đến phần giao diện đây các bạn hãy bấm vào phần giao diện và qua bên đây cũng chọn phần giao diện đây các bạn. Và sau khi qua giao diện này thì các bạn sẽ thấy là những cái giao diện ở đây nó đã được cài đặt mặc định. Khi các bạn tải cái dữ liệu lên hosting thì nó có 3 cái mặc định rồi. Và những cái này nó hơi bị xấu nên bây giờ các bạn xóa nó đi. Xóa nó đi bằng cách là các bạn chọn bấm vào cái giao diện đó và có cái nút xóa ở phía dưới cùng bên phải đây, các bạn bấm xóa nó đi. Và các bạn chỉ giữ lại một cái, các bạn xóa tiếp tục cái này. Cái nào mà các bạn thấy không đẹp thì các bạn bấm vào đó và xóa nó đi ha. Ok. Rồi bây giờ chỉ còn lại một cái duy nhất mà thôi. Và bây giờ các bạn bấm vào nút Add New này nè các bạn. Các bạn bấm vào nút Add New để lựa chọn những cái giao diện mới. Hiện tại cái nào nó đã cài đặt rồi thì nó có dấu tích màu xanh là đã cài đặt đây nè. Và bây giờ các bạn đi tìm những cái giao diện mà các bạn thích. Thì tôi nói cho các bạn cái cách để các bạn tìm những cái giao diện. Thứ nhất đây là những cái giao diện nổi bật, là gồm có 15 cái giao diện. Thứ hai là phổ biến. Các bạn hãy bấm vào cái phần phổ biến này thì nó sẽ ra rất nhiều, tới 3894 giao diện luôn đó các bạn. Và qua bên đây cũng vậy, mới nhất, cái này là mới nhất thì nó, cái này còn nhiều hơn là 7400, gần 7500 luôn đó. Rồi các bạn có thể là bộ lọc theo đặc điểm thì các bạn chọn theo đặc điểm mà các bạn muốn, theo chủ đề hoặc theo tính năng hoặc là theo sơ đồ trình bày bố cục đó. Đây là cách để các bạn lựa chọn. Và thông thường thì tôi hay chọn cái phổ biến nhất đó, cái phổ biến, để lựa chọn ra những cái mẫu giao diện. Thì các bạn có thể đi lựa chọn bất kỳ cái giao diện nào. Rồi tôi lưu ý với các bạn, giao diện hay còn gọi là theme đó, người ta còn gọi là theme, thì có hai loại, một là miễn phí, hai là trả phí. Phần lớn các theme ở bên trong website mà có sẵn ở đây thì nó phần lớn là thêm miễn phí đó các bạn. Và để các bạn muốn xem chi tiết và xem trước một cái mẫu giao diện nó như thế nào thì bây giờ các bạn lựa chọn một cái thêm mà các bạn thấy nó hợp lý, nó đẹp thì các bạn bấm vào đây để các bạn xem chi tiết. Các bạn bấm vào thì bên trái đây này các bạn, bên trái này các bạn kéo xuống, các bạn tìm cái chữ demo. Có giao diện thì nó có cái đường link demo, có giao diện thì không có các bạn ha. Thì bạn hãy tìm xem là giao diện nào nó có cái link demo thì các bạn copy phần link demo. Nó có cái chữ là để xem demo này, tôi copy cái đường link demo này, tôi mở trên cái trình duyệt đó để tôi xem cái giao diện nó như thế nào, nó có đẹp hay không. Sau khi các bạn ra được cái giao diện này thì đây là cái thông tin của công ty cung cấp cái theme này đó các bạn ha. Cái website của công ty cung cấp cái theme website. Và các bạn kéo xuống phía dưới này là đây là thông tin về cái theme mà các bạn đang xem đó. Nó đang là miễn phí và nó có thể là nâng cấp lên gói Pro, nó chuyên nghiệp và nó đẹp hơn, có nhiều tính năng hơn. Và các bạn có thể là bấm vào đây để xem review trước những cái theme nó có sẵn. Các bạn bấm vào đó để xem. Và bên trong này thì đối với cái công ty này nè, họ đang có khoảng 3 cái thêm đó. Và các bạn có thể là bấm vào để xem demo. Nếu mà các bạn thấy cái mẫu đây đẹp thì các bạn bấm vào xem demo này. Đó, xem trước demo. Cái mẫu số 1, đây là mẫu số 2 này. Và bên dưới đây là mẫu số 3. Tương tự như vậy đó, các bạn bấm vào để xem cái mẫu demo. Ok, như vậy là nó đã ra được một cái mẫu website demo mà họ đã nhập dữ liệu mẫu lên rồi. Mục đích là để cho các bạn xem cái giao diện nó như thế nào. Và các bạn đang xem ở đây là cái trên desktop.
và các bạn có thể bấm qua đây để xem giao diện trên iPad đó các bạn, hoặc các bạn bấm qua đây để xem trên điện thoại di động đó. Thì các bạn chọn trước là cái mẫu nào mà nó thấy nó đẹp với các bạn thì các bạn chọn thôi. Rồi, và như vậy đó, đó là các bạn xem trước về cái nội dung của cái giao diện mà các bạn muốn sử dụng để chọn thiết kế. Và tôi quay lại cái phần này, tôi quay lại cái phần giao diện của website. Và tương tự những cái mẫu khác thì các bạn muốn xem trước thì cũng làm tương tự như vậy thôi. Các bạn cũng làm tương tự, và sau khi các bạn làm xong và các bạn chọn link demo. Nếu mà web nào nó có cái link demo thì các bạn chọn. Đối với cái web này, cái giao diện này thì nó không có cái link demo thì các bạn cũng khó để xem. Ok, như vậy là tôi đã giới thiệu cho các bạn các mẫu giao diện website. Tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn bài học tiếp theo. Xin chào các bạn. Sau video bài học này, tôi mời các bạn tiếp tục tham gia bài học tiếp theo. Xin mời các bạn.